đối mặt kẻ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk, nghe rõ hơi thở, xé áo cho đối tượng. Vừa vạch tán cà phê thì chạm mặt đối tượng, tôi lập tức túm cổ áo khống chế và hô to, nằm im, nhúc nhích sẽ bị hạ, ông Lộc kể lại. Tóm gọn đối tượng nhanh chóng, trưa 17 tháng 6, gia đình ông Trần Thanh Lộc 63 tuổi chú thôn 24, xã En Ninh, huyện Cơ Quyên, tập trung phát dọn vườn cà phê để tìm kiếm hung khí vì nghi ngờ đối tượng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk còn bỏ lại sau khi bị ông khống chế bắt giữ. Ông đọc kể, sáng 11 tháng 6, người dân biết được lực lượng công an, quân đội đang truy bắt nhóm đối tượng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã Etiêu và Ekatu, huyện Cư Quyên, Đắk Lắk, chạy trốn về địa bàn thôn. Không ai bảo ai, người già, phụ nữ đóng cửa ở trong nhà để đảm bảo an toàn, còn đàn ông thanh niên chuẩn bị dao dựa, gậy gộc hỗ trợ lực lượng chức năng. Sáng 11 tháng 6, trong vườn ngô nhà hàng xóm ông Lập, lực lượng cảnh sát cơ động cùng người dân phát hiện nhóm khoảng 5 đến 6 đối tượng lẩn trốn nên vây giáp. Ngay sau đó, hai đối tượng bị bắt giữ, bộ đối tượng ra đầu thú. Theo thông tin ban đầu, thì nhóm chạy đến địa bàn thôn là 5 đến 6 người, nhưng mới chỉ bắt được 3 đối tượng nên tôi nghi ngờ chúng còn ẩn nấp trong vườn nhà mình hoặc vườn nhà khác trong thôn. 16 giờ ngày 11 tháng 6, tôi cùng con rể cầm dao ra vườn cà phê để kiểm tra xem có đối tượng nào còn trốn không. Kiểm tra hàng rào giáp với nhà bên cạnh thì bố con tôi phát hiện dấu hiệu có người đạp đổ rào để vào vườn nhà mình. Ông Lộc kể lại, quả nhiên, cách điểm hàng rào bị dẫm đạp chừng vài mét, bố con ông Lộc chạm mặt với đối tượng mặc quần răn di, chùm mũ kín mít đang nấp trong gốc cà phê. Tôi nhắc con rể phải cúi thấp để truy tìm thì mới phát hiện được vì vườn cà phê tiêu khá rậm rạp. Cách điểm hàng rào bị dẫm đạp chừng mấy bước chân, tôi vừa cúi xuống vạch tán cà phê thì mặt chạm mặt với một đối tượng mặt quần rằn di, áo phông, trùm mũ kín mít, mặt giáp mặt chỉ chừng găng tay, đến độ nghe được hơi thở của đối tượng. Trong tình huống ấy, thuận tay phải, tôi túm chặt cổ áo đối tượng, tay trái giao kề vào cổ và hô lớn: "Nằm im, nếu chống cự sẽ bị hạ gục." Ông Lộc kể lại khoảng thời gian chạm mặt và khống chế gọn đối tượng ngay sau đó bố con ông lộc cởi áo trói đối tượng lại và đưa ra sân nhà tôi xé áo của mình và con rể nhanh chóng hỗ trợ chói tay đối tượng vào tay tôi để dẫn ra sân nhà đề phòng nó bỏ chạy tôi đi trước con rể đi sau và tuyên bố nếu bỏ chạy sẽ bị tiêu diệt đối tượng liên tục xin tha lặp đi lặp lại câu em sai rồi tha cho em ông lộc nhớ lại sau khi dẫn giải đối tượng ra sân bố con ông lộc được người dân trong thôn đến hỗ trợ khống chế không cho đối tượng tẩu thoát và bàn giao cho lực lượng công an Bố con tôi tiếp tục sang vườn kiểm tra thì phát hiện tại một góc cà phê khác có một lưỡi lê, mấy viên đạn và vỏ bao lương khô. Tất cả đã được bàn giao cho cơ quan chức năng ngay sau đó, ông Lộc cho biết. Cũng theo ông Lộc, hôm nay tranh thủ nắng giáo, gia đình ông tiếp tục dọn vườn để tìm kiếm vì nghi ngờ vẫn còn súng do đối tượng để lại. Phát hiện một số viên đạn nên tôi nghi ngờ chúng nó vứt súng quanh đây, ông Lộc nhận định. Cả làng cùng truy lùng các đối tượng, ông Nguyễn Mạnh Thế, 46 tuổi, tri hội nông dân thôn 23 xã An e Ninh cho biết khoảng 8 giờ ngày 11 tháng 6, ông và mọi người đang làm trong dãy thì nghe loạt súng nổ, tiếng chân chạy rầm rập. Ngay sau đó, được lực lượng công an thông báo đang truy bắt nhóm đối tượng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã, người dân trong thôn lập tức tập trung hỗ trợ. Nhóm đối tượng chạy tán loạn cho các dãy cà phê, phía sau lực lượng công an quân đội truy đuổi gắt gao. Tôi và người dân trong thôn thông thuộc địa hình nên người gậy, người dao hỗ trợ dẫn đường truy bắt nhóm này. Từ sáng 11 đến ngày 13 tháng 6, đàn ông con trai trong thôn sát cánh cùng lực lượng công an, quân đội truy đuổi bao vây nhóm đối tượng. Ông Thế kể. Được người dân dẫn đường, lực lượng, lượng truy bắt truy quét liên tục khiến nhóm đối tượng phải vứt lại súng, dao, ba lô tháo chạy. Một số đối tượng khi chạy ra vùng ven thôn thì bị công an cùng người dân bắt giữ. Những ngày qua, người dân tiếp tục truy tìm, thu giữ một số vũ khí, nhóm này vứt lại trong dãy cà phê, giao nộp cho cơ quan công an, ông Thế cho biết. Bà Nguyễn Thị Vinh, trưởng thôn 24 xã An e Ninh kể lại, khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 6, các đối tượng chạy tới địa bàn thôn thì bị một số người dân đang làm dãy phát hiện. Những người này gọi điện báo cho bà. Từ thông tin người dân báo, bà Vinh đã báo cáo kịp thời cho lực lượng công an để truy bắt. Khi biết các nhóm đối tượng đã giấu hết vũ khí, người dân lập tức kêu gọi nhau bao vây truy bắt. Ngay phía sau vườn nhà tôi, hai đối tượng đang lẩn trốn bị bắt giữ trong sáng 11 tháng 6. Sau đó bà con trong thôn 24 tiếp tục truy đuổi, bao vây và bắt được một nghi phạm, bàn giao cho lực lượng chức năng, bà Vinh cho biết. Nói về sự đồng lòng của người dân trong quá trình hỗ trợ lực lượng công an quân đội, bà Vinh cho biết, để đề phòng nhóm đối tượng quay lại tấn công, bà con thôn 24 căn dặn người già trẻ em ở yên trong nhà, chốt khóa cẩn thận, tuyệt đối không ai được ra ngoài toàn bộ thanh niên người khỏe mạnh tự trang bị cho mình dao dựa gậy gộc cùng phối hợp với lực lượng chức năng truy quét hàng trăm người giả soát từng dãy cà phê mương suối bụi rậm phát hiện giúp lực lượng công an bắt giữ thêm một số đối tượng khác đến sáng nay người dân tiếp tục truy tìm và phát hiện ba lô dao quắm đối tượng bỏ lại trong dãy cà phê đưa về đây để giao nộp cho lực lượng công an bà vinh cho biết lời kể của người dân dũng cảm cứu cán bộ công an xã ở đắk lắc Ông Trần Đình Thuận là người đã chấp nhận đối diện với cái chết, dũng cảm, chở đại úy Lê Kiên Cường đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Nép ở trụ cổng nhà mình, ông Thuận là người chứng kiến rất rõ hành vi tàn ác của nhóm đối tượng phá rối an ninh trật tự, tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã Ekatu, gây thương tích nghiêm trọng cho một số cán bộ chiến sĩ công an xã. Kể lại sự việc, tới thời điểm này ông Trần Đình Thuận vẫn còn dùng mình. Dạng sáng 11 tháng 6, gia đình tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng nổ lớn. Tôi mở cửa nhìn sang phía trụ sở ủy ban nhân dân xã Ekatu đối diện nhà mình, thì phát hiện rất nhiều người đang đập phá, đốt cháy nhiều tài liệu, vật dụng. Lúc đó tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, ban đầu cứ tưởng là trụ sở ủy ban xã bị cháy, những người có mặt ở đó đang dập lửa. Nhưng ngay lúc đó tôi lại nghe thấy họ hô hào nói gì đó và tôi không hiểu. Biểu hiện của những người này không giống như đang chữa cháy. Khi đó tôi mới thận trọng quan sát. Ông thuận kể. Ông thuận không cho vợ con ra ngoài, đồng thời chốt cửa lại. Người đàn ông này sau đó núp sau trụ cổng nhà mình quan sát rất rõ mọi hành động của nhóm đối tượng. Họ rất đông, khoảng hai ba chục người người thì cầm súng, người thì cầm dao, trong điệu bộ rất hung hãn. Họ hô hào nhau bắn phá, châm lửa đốt trụ sở ủy ban xã. Một lúc sau, những người này kéo nhau đi, ông Thuận kể lại. Bàng hoàng chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ông Thuận lại phát hiện một người đàn ông đang nết từ trong trụ sở ủy ban nhân dân xã ra hướng cổng. Người này kêu được vài tiếng cầu cứu yếu ớt rồi ngã gục, ngất đệm tại chỗ. Biết người trên là nạn nhân của nhóm đối tượng hung hãn vừa rút đi, ông Thuận lập tức chạy lại thì phát hiện đó là cán bộ công an xã Ektu, đại úy Lê Kiên Cường ông trần đình thuận bèn chạy ngay vào nhà điều khiển xe ô tô của gia đình ra cổng bế đại úy lê kiên cường lúc này người bê bết máu vì bị trúng đạn ở vùng bụng đã ngất lịm trên xe để đưa lên bệnh viện cấp cứu xe chạy được khoảng 200 trăm mét ông thuận phát hiện phía trước có nhóm người giống hệt như những người ông đã trông thấy trong trụ sở ủy ban nhân dân xã ekutu đang dàn hàng ngang để chắn đường một số người chĩa súng về phía ông la hét gì đó ông không nghe rõ nhưng điệu bộ rất hung hãn thoáng chút hốt hoảng giật mình ông thuận lấy lại bình tĩnh lập tức nhanh tay lái xe quay ngược trở lại để tránh nhóm người trên lúc đó thực sự tôi rất sợ vì tôi đã chứng kiến rất rõ hành vi của các đối tượng khi bắn giết trong trụ sở ủy ban nhân dân xã nếu chặn được tôi chắc chắn chúng sẽ không tha cho tôi đâu ông thuận kể nhìn cán bộ công an đang thoi thóp trên xe ô tô của mình ông thuận quyết định sẽ vào đường đất để đi không đi trên đường nhựa lớn để tránh sự truy đuổi của các đối tượng tưởng mọi chuyện đã êm xuôi ngờ đâu xe đang chạy thì lại hỏng chết máy giữa đường không thể nào di chuyển được nữa ông thuận cho biết ngay lúc đó ông liền gọi điện cho trưởng công an xã ekitu lái xe ô tô tới chuyển đại úy lê kiên cường lên xe đưa tới bệnh viện huyện cư quyên chiếc xe ô tô của ông thuận được bỏ lại ngay ở hiện trường sau khi được sơ cứu đại úy lê kiên cường được các bác sĩ chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên ông thuận đi theo để chăm sóc cho nạn nhân còn trưởng công an xã ekitu phải quay ngay về địa phương để nắm tình hình báo cáo vụ việc và triển khai công tác phối hợp với lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng nhờ sự giúp đỡ kịp thời của ông trần đình thuận và sự tích cực của các bác sĩ, đại úy Lê Kiên Cường, cán bộ công an xã Ekutu, huyện Cơ Quyên, người bị các đối tượng bắn vào vùng ngực đã được cứu sống. Hiện sức khỏe đại úy Cường đã dần ổn định. Tình hình lúc đó rất nguy hiểm, việc chờ cán bộ công an bị các đối tượng bắn trọng thương đi cấp cứu lại càng nguy hiểm hơn. Nếu bị chúng phát hiện chặn lại, chắc chắn chúng không thể tha cho tôi rồi. Điều may mắn nhất là tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi, ông Trần Đình Thuận vui mừng cho biết. Liên quan tới vụ phá rối an ninh trật tự nghiêm trọng xảy ra tại xã Ektu và Etiu, huyện cơ Quyên, tỉnh Đắk Lắk, Đến ngày 16 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ, xử lý, bắt tạm giữ hơn 60 đối tượng, vận động đầu thú nhiều đối tượng và triệu tập làm việc với một số người có liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự 30 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Về tăng vật chứng, bước đầu cơ quan công an đã thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 4 súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 192 viên đạn các loại, 30 con dao, 9 ná cao su, 21 chiếc điện thoại di động, nhiều thẻ nhớ các loại và nhiều tài liệu chứng cứ khác chứng minh rõ ràng đây là một nhóm tội phạm có tổ chức, được bàn bạc, phân công cụ thể với nhiều hoạt động, hành vi đặc biệt nguy hiểm. Sau đó có bốn chiếc điện thoại di động chúng đem chôn giấu dưới đất và đốt bỏ một chiếc. Qua đấu tranh đến nay, các đối tượng nguy hiểm nhất cũng đã thừa nhận các hành vi manh động, man sợ, tàn ác của mình.